Chào các bạn đến với kênh Chủ Đi Hôm. Chủ Đi Hôm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay mình đang đứng tại Công giáo Quan Môn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái không khí để mà đón lễ, chuẩn bị đón lễ Giáng sinh nha các bạn. Cây thông về cỡ mấy giờ về các bạn? Cây thông rất là lớn, Merry Christmas, cây thông rất là lớn. Cái thông rất là lớn và trong đó có những món quà. Đây là sân khấu để ngày mai diễn ra lễ Giáng sinh. Các hình ảnh về Chúa rất là đẹp các bạn. Đây, mình sẽ chia sẻ với bạn hình ảnh về các ảnh về Chúa các bạn. Thank you.
chia sẻ với các bạn hình ảnh rồi mình thay một tôn giáo chuẩn bị cho cái lễ Giáng sinh xong rồi mình chính thức đi về nữa. Rồi tạm biệt các bạn nha, và các bạn trong cái chia sẻ tiếp theo. Rồi, xin chào.